Lời chứng của nhà truyền giáo Samuel Hermandes Phần 4 Các cơ đốc nhân không trung tính tại địa ngục, hội thánh ngủ trên trái đất và chuyến tham quan của tôi đến thiên đàng Chúa nói, nào chúng ta cùng đi Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó Khi Chúa đưa tôi trở lại thân xác tôi, tôi đã khóc suốt đêm Chúa cũng đưa tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và cho tôi thấy tất cả các loại hiến tế được thực hiện ở đó với động vật trẻ em và đàn ông. Chúa lại đưa tôi xuống địa ngục và nói với tôi, đây là lần cuối cùng ta đưa con đến đây. Đột nhiên chúng tôi xuất hiện ở một lối vào tương tự như cánh cửa bằng đồng đầu tiên. Tôi nói, lạy Chúa, nó trông giống như lối vào nơi ngai vàng của Satan. Chúa nói, đúng vậy, nhưng nó không giống nhau. Mời vào. Tôi bắt đầu bước đi với Chúa Giêsu tôi cảm thấy bàn tay của chúa trên vai tôi và đột nhiên cánh cửa mở ra và phía trên có viết bằng đá lửa nơi của những kẻ không trung tính và bên dưới có dòng chữ những kẻ đi lệch lạc chú phán với tôi đây là những kẻ không trung tính chất vấn ta nhiều người trong hội thánh của ta đang ở đây có rất nhiều người yêu thích tên ta ở đây có nhiều người nói rằng họ yêu mến ta và nhà thờ họ đọc kinh thánh nói về ta và nói rằng họ là những người tin Chúa nhưng họ không nhận ra rằng ta đã nhìn thấy họ trên trái đất. Không có gì được che giấu khỏi ta. Mọi vật đều trần trụi trước sự hiện diện của ta. Không có điều gì là không bị lộ trước mắt ta. Mắt ta nhìn khắp mọi nơi. Ta có mặt khắp nơi. Khi tôi bước vào một cặp vợ chồng bị giày vò và họ la hét. Họ không biết rằng Chúa Giêsu đang ở đó. Tôi thấy một người đàn ông cầm kinh thánh trong tay Anh ấy đã tìm trong kinh thánh nhưng không tìm thấy nó và nói Nó ở đâu? Nó ở đâu? Chúa nói với tôi Anh ta tìm kiếm trong lời của ta một bản văn sẽ cho anh ta hy vọng ra đi khỏi nơi này Lời tôi nói trong giăng 14, 6 Vậy Đức Chúa giê xuất đáp rằng Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha người đàn ông này đã nghe phúc âm mà anh ta không hiểu anh ta nghĩ bằng cách nói rằng anh ta đang theo cách của ta anh ta đã được cứu có nhiều người đã bị lừa dối với những giáo lý sai lầm và đang sống theo một phúc âm khác không có tin mừng nào khác ta không rao giảng phúc âm khác ta đã rao giảng phúc âm của sự cứu rỗi là phúc âm của sự thánh thiện ai sống trong sự thánh thiện sẽ không vào nơi đau khổ này ta từ chối tất cả những người có tính phù phiếm Ta từ chối tất cả mọi người đó là niềm tự hào. Ta từ chối tất cả những người có điều ác trong trái tim của họ. Ta không thể chấp nhận chúng. Ta loại bỏ và từ chối tất cả những ai làm việc lừa dối. Họ hét lên ở đó khi Chúa nói ở nơi đó, ta đây. Khi Ngài nói, tất cả mọi người đều hét lên. Mọi người bắt đầu nói, lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, vâng, tôi sẽ phục vụ Ngài làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Chúa giê -xu không nghe thấy ai trong số họ và bỏ đi. Có một người phụ nữ chạy trước mặt chúng tôi. Cô quỳ xuống và sau lưng cô là một người nữa. Họ la hét. Ngọn lửa thoát ra khỏi cơ thể và thiêu rụi chúng. Họ la hét. Tôi nhìn thấy thịt cháy và những miếng thịt thối rửa. Người phụ nữ cầu xin Chúa Giêsu thương xót. Chúa nói, không có kẻ nào nói dối sẽ thoát ra khỏi lửa địa ngục. Dung sẽ trở thành giường của họ và chúng sẽ bao phủ họ. Sự dày vò sẽ kéo dài từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Mọi người ở đó đầy Dung. Chú phán với tôi, lời ta trong mát 9, 48 nơi sâu không chết, lửa không bao giờ tắt và trong ê sai 66, 24, khi dân sự ra ngoài, sẽ thấy thay của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sau chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt, chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt chú nói với tôi hãy đến hôm nay là ngày cuối cùng bạn đến đây ta muốn con biết rằng nơi này nằm cạnh hồ lửa chúng tôi đến một nơi khác và tôi thấy một cái hồ lớn và chú phán với tôi đây là hồ lửa họ ở gần hồ lửa kẻ đầu tiên bị ném vào hồ lửa là kẻ bất trung họ đã không chung thủy khi chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi đó một người đàn ông chạy đến và quỳ gối và nói chúa ơi xin hãy đưa tôi ra khỏi đây trong một phút tôi không biết người đàn ông truyền giáo đó có ý nghĩa gì trong một phút tôi hỏi chúa chú nói mọi người đều hỏi ta điều này vì một phút đối với họ là vĩnh cửu một phút ở đây là hơn một thế kỷ và nhiều năm đối với họ chú nói với người đàn ông đó sự đau khổ của anh sẽ đủ người đàn ông đó đã ngã xuống trong đau đớn và chúng tôi biến mất khỏi nơi đó tôi quay trở lại bao vây. Ngày hôm trước tôi đang ở đó để tìm kiếm và đột nhiên chú mở mắt và ban cho tôi một thị kiến và đột nhiên tôi đến một ngôi nhà rất lớn và bên ngoài ngôi nhà là một nhà thờ. Tôi nói, chú ơi, nhà thờ này là gì? Chú nói với tôi, đây là nhà thờ đại diện cho nhà thờ của ta trên trái đất. Ta muốn con nhìn vào bên trong. Lúc tôi bước vào, tôi nhìn có một người đàn ông đang đứng đó giảng dạy anh ta có thái độ của một mục sư đang đi dạo với cuốn kinh thánh trên tay và người đàn ông đó đã giảng dạy với sự say mê như vậy phía sau anh ta người đàn ông đó không nhìn thấy một thiên thần bao la thiên thần đó có một ly đầy dầu và người đàn ông đó rất vui với lời anh ta nói khi nhìn thì chỉ có một số anh em chú ý còn những người khác thì bận rộn chúa đã cho tôi thấy suy nghĩ của tất cả họ một số nghĩ đến việc chơi trò chơi những người khác nghĩ đến tiền đã có người nghĩ về cái ác đã có người ở đó đợi thời gian kết thúc dịch vụ chú nói với tôi vì vậy tất cả họ đều đang mải mê với những việc riêng của họ đột nhiên chúa đưa tôi đến một nơi khác chú nói với tôi giống như trong nhà thờ này tôi thấy rất nhiều người nằm trên sàn mọi người đã nằm xuống và ngủ mọi người đều có kinh thánh bên mình Chú nói với tôi, và đây là nhà thờ của ta. Nhà thờ của ta ngủ. Nhà thờ của ta hầu như không ngủ mỗi đêm. Ngày hôm sau, chú đến và nói, nào hãy đi. Chúng tôi đi lên và có hai thiên thần xinh đẹp ở đó. Chú nói với tôi, ta sẽ chỉ cho con nơi con sẽ sống đời đời. Hãy tìm kiếm ta và tôn vinh ta và ta sẽ trao vương miệng cho các ngươi đột nhiên một đám mây xuất hiện và đám mây bắt đầu nổi lên cùng với chúng tôi một số ngôi sao bắt đầu lớn lên và chúng lớn lên và trở thành những quả cầu lửa tôi nói chúa ơi những quả cầu lửa này là gì chúa nói với tôi đây là những ngôi sao mà con đã thấy trên trái đất tất cả đều ngạc nhiên về tạo vật nhưng đừng ngạc nhiên về ta ta đã tạo ra với bàn tay của ta tất cả điều này ta đã làm nó không chỉ là một mà có hàng ngàn cái lúc này chúng tôi đã đến được một phương trời khác chúa giê xu nói với tôi đây là thiên đàng thứ hai chúng tôi tiếp tục leo lên và bắt đầu đến gần một đám mây trắng lộng lẫy tôi bắt đầu nghe một bài hát tôi nói chúa ơi bài hát hay đó là gì vậy chúa nói với tôi chúng ta đang đến con trai chúng ta đang đến gần thiên đường Tôi nói, "Chúa ơi, mặt trời này sẽ không cho tôi nhìn thấy." "Chú phán, con ơi, đó không phải là mặt trời. Mặt trời càng xuống sâu. Ánh sáng đó là cha của ta. Vinh quang của ngài đã chiếu sáng nơi này." "Có những bông hoa và tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa như thế này. Họ giống như một loại vàng và đột nhiên họ có nhạc cụ và hát một bài hát mà tôi thích nghe. Bài hát đó truyền đi hòa bình." khi tôi ở đó tôi nhìn đất ở đó và nó có màu vàng tôi hỏi chúa ơi tại sao đất ở đây lại có màu vàng chú nói với tôi con ơi đó không phải là một vùng đất có bụi vàng sao tôi lấy một nắm đất và khi nắm trong tay tôi mới nhận ra đó là bụi vàng chú nói với tôi con trai không có gì từ trái đất lời ta không nói dối những thứ ở đây là vàng của các con ta Tôi hạnh phúc vì tôi đang đi trên vàng và khi tôi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một ngôi biệt thự và ngôi biệt thự đó lấp lánh một thứ ánh sáng bao la. Khi tôi đến gần nó, tôi thấy rằng bức tường được làm bằng đá quý nguyên chất. Chúa giê -xu nói với tôi, cha ta đã lập vương quốc này cho con cái của ngài. Ngài đặt đá quý và các loại đá quý dựa vào tường. Đó là một thành phố vàng tỏa sáng. Tôi đến một góc ở đó khiến tôi choáng váng. Đột nhiên cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy hàng ngàn thiên thần và họ nói, chào mừng chiên con của Chúa. Tôi thấy khi Ngài nghiêng người và tôi chạy vào đó. Đột nhiên, Chúa đứng trước mặt tôi và nói với tôi, ta cho phép bạn nhìn nhưng bạn không thể vào. Tôi nhìn thấy một dòng sông kết tinh trông giống như một viên kim cương và bên trong dòng sông có những con cá lấp lánh như vàng. Tôi nói, Chúa ơi, những con cá tỏa sáng. Chú phán với tôi, đây là vương quốc thiên đàng của ta. Có đủ loại cây xanh. Có một cái cây ở giữa và nó tỏa sáng. Nó là cây của sự sống. Cây sự sống này là ta. Ta bảo Adam và Eva không được ăn cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng bây giờ họ đang ở đây. Họ đã hạ mình sau đó và ta đã hy sinh để tha thứ cho họ và đưa họ đến nơi này. Sáng hai 17. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Tôi nói, Chúa ơi, con muốn xem khu vườn. Chúa nói với tôi, con sẽ ở đây. Con sẽ sống ở đây. Hãy trung thành cho đến chết và ta sẽ trao cho con vương miệng của sự sống. Ngay lúc đó tôi nói với Chúa rằng tôi muốn vào đó. Chúa nói, hãy đến và xem tôi đến một cánh cổng và bắt đầu nhìn từ phía bên trái của mình và tôi thấy một phần mở rộng kéo dài và có những cái bàn và những cái bàn được làm bằng vàng mọi thứ bằng vàng rồng trên bàn chờ chủ nhân đến tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trước đây có những món ăn trên bàn và ở thiên đường có một hoạt động tuyệt vời các thiên thần đã đi qua đi lại tôi nói chúa ơi họ đang làm gì vậy chú nói họ đang chuẩn bị thời điểm ở đây chúng ta sẽ cử hành lễ cưới của chiên con bạn và hội thánh sẽ là cô dâu của ta lời ta nói rằng ta sẽ không uống trái nho cho đến khi ta nếm nó ở đây trong vương quốc của cha ta khi ta cưới vợ yêu dấu của ta hãy nói với nhà thờ của ta rằng vào ngày đó cùng với cha ta chúng ta sẽ cử hành lời cam kết sống mãi mãi ở nơi này hãy nói với họ rằng những kẻ có vết nhơ và nếp nhăn những kẻ đã phạm tội sẽ không chiếm được vị trí của chúng trong bàn của ta. Matthew 26, 29 Nhưng ta nói cùng các ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không uống trái nho này, cho đến ngày nào ta uống trái nho mới với các ngươi trong vương quốc của cha ta. Tôi đã cố gắng nhìn trước bản nhưng tôi không thể nhìn thấy phần cuối của nó. Tôi nói, Chúa ơi, con không thể nhìn thấy cuối bản. Chúa phán, chính sự vinh hiển của cha ta ở nơi này. Có ngai vàng của cha ta. Cha ta đã đứng lên vì chỉ còn vài giây nữa là hết và các thiên thần của đội kèn trung thét chỉ chờ cha ta giơ tay. Khi cha ta giơ tay lên, họ sẽ thổi kèn và ta sẽ đến trái đất. Con trai ạ, à, điều đó sẽ được ứng nghiệm lời ta phán trong một Thessalonica 4, 16, 17 vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống bấy giờ những kẻ chết trong đấng cơ Sẽ sống lại trước hết Mười bảy kế đến chúng ta là kẻ sống Mà còn ở lại Sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn Mọi người sẽ được phục sinh trong một cơ thể huy hoàng Và con đang ở trên trái đất sẽ được say mê trong ánh mắt lấp lánh Đây là lời của ta, con trai các mục sư trên thế giới không cần phải giảng nhiều điều như vậy đàn ông giảng rất nhiều điều nhưng đây là giáo lý nguyên thủy của ta rao giảng vương quốc của ta rao giảng rằng kẻ chết sẽ sống lại từ mồ mả rao giảng rằng sẽ có một sự tái lâm của ta rao giảng rằng ta đã chết trên thập tự giá cho họ đó là sự thật của ta các ngươi sẽ nhận được vương miện và y phục thiên tử những người đã chết đi xuống nhận được một thân thể vinh hiển và cùng chúa trở về vương quốc thiên thượng chúng tôi đến một nơi khác nơi có một cánh cửa nhỏ có một thiên thần và ông ấy nói chào mừng chiên con của chúa sau đó anh ấy đến những đứa trẻ ở đó những đứa trẻ rất xinh đẹp và chúng chơi đùa như những đứa trẻ tôi nói chúa ơi những thiên thần nhỏ này là ai chúa nói với tôi chúng là con của những bà mẹ trên trái đất đã phá thai chúng họ đã trở thành những thiên thần nhỏ nhưng khi nhà thờ của ta đến thì mọi thứ sẽ như cũ sẽ không có trẻ em và người già tất cả sẽ giống nhau những đứa trẻ đó đi ngang qua chúng tôi và hát một bài hát mang lại cho tôi niềm vui một đứa trẻ đi ngang qua tôi và nó có đôi mắt xanh gương mặt anh rạng ngời chúng tôi bước vào một khu vườn và nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng đính kim cương pha lê chú nói với tôi đây là một linh hồn đã chết trên trái đất để phục vụ ta cô ấy đã phục vụ ta trong suốt cuộc đời của cô ấy khi tôi đến gần cô ấy cô ấy rất xinh đẹp không có vẻ đẹp như vậy trên trái đất tôi nói chúa ơi cô ấy rất đẹp chú nói với tôi hãy xem cách cô ấy phục vụ ta trên trái đất đột nhiên chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cuộc sống của cô ấy và một bà già xuất hiện người không còn tóc đen. Tóc cô ấy bạc trắng và nhăn nheo, tôi thấy cô ấy có cuốn kinh thánh dưới cánh tay. Tôi thấy cô ấy đang đi lên cầu thang nào đó. Tôi thấy rằng cô ấy đang đi đến một bệnh viện. Cô đi vào một căn phòng và gọi một người đàn ông trẻ tuổi và khoảnh khắc cô bắt đầu giảng cho người thanh niên đó, cô bắt đầu khóc. Chú phán với tôi, bà ấy đang khóc thương cho các linh hồn và khi bà ấy rao giảng, bà ấy đã giảng hết lòng. Ta thích nghe cô ấy vì cô ấy nói với tất cả tình yêu mà ta đặt trong trái tim cô ấy. Cô ấy là hình ảnh của ta trên trái đất. Cô ấy là tất cả cho ta. Cô ấy đã đau đớn và buồn bã nhưng cô ấy không bao giờ trốn tránh và đến để yêu ta. Cô ấy đã sống để phục vụ ta và chết khi 79 tuổi. Cô ấy chết vì lo lắng nhưng cô ấy đã phục vụ ta. Ở đó, người thanh niên đã gần đến gặp ta và cô ấy không biết điều đó xem cách cô ấy bắt chàng trai trẻ người thanh niên bắt đầu khóc và anh ta đã dâng mình cho chúa cô ấy nói với người thanh niên chúa yêu bạn bạn không biết bạn đã làm gì chúa sẽ đón nhận bạn trong vòng tay của ngài nếu bạn bỏ mặc tội lỗi này của mình bạn sẽ ở trong vòng tay của chúa cô ấy đã ở lại với chàng trai trẻ để cầu nguyện cho anh ấy đúng lúc cô ấy quỳ xuống Tôi nhìn thấy linh hồn của người thanh niên đang rời khỏi thể xác của mình. Người đàn ông trẻ đã chết và cô ấy không biết điều đó. Đúng lúc đó hồn lìa khỏi xác và người thanh niên đang nằm trên giường xuất hiện bên cạnh giường. Anh ấy xuất hiện ở đó rất đẹp với khuôn mặt trạng ngời như một thiên thần. Tôi thấy mái tóc của anh ấy trông giống như vàng và vàng. Bất ngờ có hai thiên thần xuất hiện và nắm lấy tay anh. Một đám mây đã đưa anh ta từ đó và người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười đi lên chú nói bà ấy đã ban nhiều linh hồn cho ta và họ ở trong vương quốc của ta ngoài ra cô ấy còn có nhiều giải thưởng trước ngai ta và ngai cha mỗi người sẽ nhận được phần thưởng của mình họ đã phục vụ ta trên đất hãy đến đây con trai ta muốn con xem một thứ khác chúng tôi đi ngang qua một nơi khác và chúng tôi bước vào qua một cánh cửa khác bên trong có những chiếc vương miệng với nhiều kích cỡ khác nhau Chúng tỏa sáng với những viên kim cương và vòng nguyệt quế tuyệt đẹp. Tôi hỏi, Chúa ơi, đây là cái gì? Chúa nói với tôi, chúng là những chiếc mão. Có nhiều người đã nói rằng họ là vương miện của quyền lực nhưng đó là biểu tượng. Con trai à, con sẽ có một chiếc vương miện. Tôi nói, Chúa ơi, con muốn nhìn thấy vương miện của mình. Chúa nói, không con trai, con không thể nhìn thấy ta phải chắc chắn rằng không ai lấy mất vương miện của con tôi nói lạy chúa vâng con sẽ trung thành con sẽ phục vụ ngài và gặp ngài là chúa khi đến lúc chúa nói với tôi hãy nói với dân ta rằng cha ta chỉ còn vài giây nữa để ra lệnh khi ngài giơ tay để thổi kèn trên mặt đất sẽ có nhiều đau đớn và buồn bã khi hàng triệu người sẽ là con cái của ta đã biến mất và đã đến nơi này Hãy nói với mọi người của ta rằng bạn nhận thức được sự gần kề của tiếng kèn cuối cùng và những người chưa sẵn sàng nên chuẩn bị tinh thần thật nhiều. Bảo thế giới hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói với họ rằng họ sẽ có vương miệng nếu họ trung thành với Đức Chúa Trời. Nói với họ rằng bạn đã thấy sự chuẩn bị cho phần cuối. Chúa nói với tôi, anh phải đi, Samuel, đã đến lúc. Trong lúc buồn bã, tôi nói, lạy Chúa, con không muốn đi tôi muốn ở lại đây chúa nói hỡi con trai con sẽ không thể ở lại đây ta tiết lộ từ này vì có những người trên trái đất cần nghe nó ai tin vào lời mà con đã tạo ra trong tên của ta sẽ đến nơi này họ sẽ có lòng tốt của ta ở nơi này để thấy phần thưởng mà ta sẽ ban cho họ họ sẽ sống ở nơi này mãi mãi ở nơi vui vẻ này và sẽ có hòa bình ở đây đây là trong từ của ta kiểm tra lời nói của ta hãy trả lời ta đã nói ai không tin thì sẽ bị dày vò đau đớn những nỗi đau sẽ tiêu diệt những người ở nơi đau khổ đó và sẽ không có chỗ nghỉ ngơi cho họ bởi vì họ không tuân theo mệnh lệnh của ta và họ không chấp nhận lời ta không cần biết họ không tin con không cần biết họ có gọi con là kẻ điên rồ ta sẽ ở bên con mọi lúc ta biết ai tin và ai không tin ta biết ai thực sự chấp nhận ta và không chấp nhận ta con trai hãy giảng mọi lúc mọi nơi không có vấn đề gì ta sẽ ở bên con tôi bắt đầu bước đi và chúa đã nắm lấy cánh tay tôi ngay lúc đó ngài đã bế tôi tay tôi chạm vào ngực ngài và tôi bắt đầu nghe thấy nhịp tim của chúa nhịp tim của ngài như một bài hát đi vào tâm hồn tôi tôi nói chúa ơi chúng ta sẽ đi đâu chúa nói với tôi hãy đi đến vùng đất các thiên thần xuất hiện và bắt đầu đi xuống cùng chúng tôi với một tốc độ lớn ngay sau đó chúng tôi đã xuất hiện trong vòng vây khi tôi nhìn thấy cơ thể của mình ở đó và tôi không muốn bước vào đó tôi nói chúa ơi con không muốn nhập vào cơ thể đó chúa nói với tôi con đã thấy vương quốc của ta con đến từ celestial city huy hoàng đó tôi thấy cơ thể mình thật giống con người tôi thấy cơ thể mình ghê tởm đến mức tôi không muốn bước vào tôi nói lạy chúa con không muốn nhập vào cơ thể con chú nói với tôi tất cả những người vâng lời sẽ đến và gặp ta tôi nói vâng thưa chúa con xin vâng vì các linh hồn con sẽ vào nhưng ngài không bao giờ bỏ con chú phán với tôi mỗi ngày ta sẽ ở đó với con mang lời của ta ở khắp mọi nơi ta sẽ đưa con đi nơi khác. Con sẽ bay đến các lục địa khác và đi đến các quốc gia khác. Ta sẽ cho lời chứng của ta thông qua con. Lời nói này sẽ chạm đến trái tim của mọi người. Khi tôi nhập vào cơ thể mình, đó là ngày thứ 21. Chúa đã đưa tôi đến thiên đường chỉ trong một ngày. Những ngày còn lại tôi đã khóc. Những ngày đó là những ngày đầy kỷ niệm cho đến ngày 25 tôi kết thúc sự kiên ăn của tôi. Hôm nay bạn được đặc ân. Bạn ơi, hôm nay bạn thật vinh hạnh khi bạn được nghe tôi nói qua video này đọc được. Hôm nay bạn có một sự thật và nếu bạn định bỏ qua nó, bạn sẽ đau khổ như những linh hồn ở nơi bị giày vò. Hãy để tôi nói rằng nếu bạn chấp nhận bạn sẽ sống mãi mãi trong nơi quý giá mà Đức Chúa Trời có trong vương quốc của Ngài. Bạn sẽ có được niềm vui của những linh hồn sống với đấng Christ và sẽ sống trong nơi bình an này. Địa ngục có thật hơn chính bạn thiên đàng là dành cho bạn ngày hôm nay nếu bạn tin nhận Chúa Giêsu Christ. Amen. Hết. https manadivin.com 2022 06 07